Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua huyện Khoai Châu có nhiều giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 5 trên 8 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận OCOP đạt 4 sao. Hợp tác xã Nông sản Toàn Phát hiện đang phát triển các sản phẩm nông nghiệp sấy khô, sấy dẻo như lòng nhãn, hạt sen, khoai lang, chuối mít. Năm 2019, hợp tác xã đăng ký sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Trong quá trình thực hiện, hợp tác xã được huyện Khoái Châu tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục, đồng thời có cơ chế hỗ trợ để đầu tư phát triển hệ thống. Từ thuận lợi trên, hợp tác xã đã tập trung phát triển, hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, tem nhãn, chú trọng quảng bá sản phẩm và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã sản xuất và bán được gần 30 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán thì bên hợp tác xã chúng tôi là cũng đã chuẩn bị sản xuất cái mặt hàng chuối, sấy, giòn, sấy dẻo, mít, các cái sản phẩm chất lượng để đưa vào sản xuất để phục vụ các đơn hàng trong dịp Tết Nguyên đán tới ạ. Với các sản phẩm 4 sao như tinh bột nghệ, nghệ nano cucumin, nhãn cam, thịt gà Đông Tảo đều đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Ông Lê Quang Thắng, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo cho biết, từ khi các sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hỗ trợ tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019 được Ủy ban tỉnh Hưng Yên công nhận cái sản phẩm thịt gà là đạt cái OCOP 4 sao. Các thành viên trong hợp xã cũng đã có những cái buổi họp bàn và thống nhất cái chương trình là nâng cao cái chất lượng, đảm bảo về cái hình thức của cái con gà. Sau khi mà hợp xã được công nhận cái OCOP về cái sản phẩm thịt gà thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái tín hiệu tích cực. Tôi đã ký kết được với hệ thống siêu thị như là Vin và gần đây là Soái Biển cũng như là hệ thống siêu thị Metro và một số những cái trường học, nhà hàng, khách sạn. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay huyện Khoái Châu có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 5 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao. Có được kết quả trên, huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP đến đông đảo nhân dân. Nhờ phát triển các sản phẩm OCOP, đến nay phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của huyện được đẩy mạnh. Một số sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt từ chương trình OCOP được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận và tin dùng. Hy vọng đây sẽ là tiền đề để huyện Khoái Châu tiếp tục phát triển, nâng tầm các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.